Tử vi tuổi Quý Mão 1963 tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên ngày nay, chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ đều không đứng yên. Chúng vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi cát hung của những gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1, tức ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng Canh Dần có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Dần Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hòa Cục. Xung Thân, Hình Tị, Hại Tị, Phá Hợi, Tuổi Dậu. Đối với người tuổi Quý Mão trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 1, tức ngày 18 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 1, tức ngày mùng 2 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Quý Mão trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 1, tức 19 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 12, tức ngày mùng 3 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuân Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, về lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Quý Mão 1963 trong tháng 1 âm lịch. Canh Dương Kim gặp Mão âm mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp đặt, sắp đặt ảnh hưởng đến công việc. Trong tháng này, các gia chủ Quý Mão sẽ cần chú ý ngày âm lịch 19 tháng 1, tức ngày mùng 2 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Trong tháng này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy.
để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo và giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở. Những người Quý Mão cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, sử dụng minh quang pháp bảo là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Quý Mão. Tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Quý Mão cho thấy tinh thần bản mệnh bất ổn, chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Tháng này, người tuổi Quý Mão sẽ có rất nhiều cơ hội và may mắn để kiếm tiền so với các tháng trước. Tuy nhiên, người tuổi Quý Mão đã bước vào tuổi trung niên, một số người đã nghỉ hưu nên sức khỏe của bạn quan trọng hơn. Quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho bạn, giúp bạn nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân. Song không được suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp theo ý bạn. Với những người làm lãnh đạo thì kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình, cứng rắn sẽ rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này nên tham gia các hoạt động phúc lợi, công cộng, đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp bạn lấy lại tinh thần. Để kế hoạch sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ, Quý Mão nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi Quý Mão. Tháng 1 âm lịch sắp tới, bạn sẽ có quý nhân giúp đỡ nên có thể đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính, cũng vì thế mà tăng lên đáng kể. Hầu hết bạn sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được. Tuy nhiên, cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu không biết cân đối tài chính thì tiền sẽ không cánh mà bay. Cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Quý gia chủ cần phải làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản tiền dành cho sau này. Để may mắn thành công thì Quý Mão hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật. Cùng những sự chất lọc tinh túy thiêng liêng của đất trời chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó, tình cảm và gia đạo. Tuổi Quý Mão bước sang tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ của tuổi Quý Mão không được tốt. Những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời, lắng nghe. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bạn có thể cãi nhau với bạn đời và những câu chuyện vặt vãnh hoặc có những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Vợ chồng đã sống với nhau trọn đời, hãy bao dung và tha thứ cho nhau. Bên cạnh đó, trong tháng 1 âm lịch, gia đình sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình, để chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình cũng như san sẻ yên ổn cho các gia chủ Quý Mão nên mang bên mình vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng, là vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Sức khỏe của tuổi Quý Mão. Sức khỏe của người tuổi Quý Mão trong tháng 1 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần người tuổi Quý Mão có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Hơn nữa ở độ tuổi này thì sức khỏe của bạn đang suy yếu do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do quý gia chủ quan không quan tâm đến sức khỏe và do một số người vẫn còn đang nặng lòng với công việc của chính mình. Cho nên bạn cần chăm sóc cơ thể, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi của mình. Để tăng cường sức khỏe, những người Quý Mão cần mang bên mình vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng, làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả cho việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây là phần luận đoán tử vi của người tuổi Quý Mão 1963. Rất cảm ơn quý anh chị thời gian qua đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.